vâng, rất vui và mong được chào đón quen vị hai họ cùng toàn thể quý vị quan khách gần xa kính mến đã không ngại đường xa xa xôi bỏ chút thời gian và ngọc quý báu quy tụ về đây để chúc mừng hạnh phúc đôi đôi cho cô dâu ngọc giàu và chú rể bảo an. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và lời nói đầu tiên thì cho phép MC Hoàng Thông xin được thay mặt cho những nghề nghiệp các anh em dịch vụ ẩm thực Tấn Kiệt, nhà hàng tiệc cưới Đại Việt cùng ban nhạc Lê Hồng xin được gửi đến toàn thể quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương cùng lời chúc hạnh phúc nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, khi tạo hóa sinh ra con người của chúng ta là đã có tình yêu, mà tình yêu hôn nhân thì luôn luôn lúc nào cũng là đề tài nóng bỏng của đôi lứa yêu nhau. Yêu được yêu và được tiến tới hôn nhân là điều mà bất cứ đôi trai gái nào đang yêu nhau cũng đều mong muốn. Và cô dâu ngọc giàu cũng như chú rể bảo an cũng không ngoại lệ. Bởi vì thế, ông bà ta vẫn thường có câu này: có kêu thì đâm đó thường không, mà người dưng các họ mới đem lòng vợ thương nhau. Cũng chính vì người dưng, cũng chính vì các họ mà sau bao nhiêu năm tháng họ tìm hiểu và yêu nhau. Thì ngày hôm nay, họ chính thức được sự nhất trí của hai bên gia đình, được chính quyền địa phương xã tại đồng ý, được ông ta bà nghĩa giao cho mối duyên tờ tóc để được từ đây hoàn tay trong tay và thể vai cùng tiến hành lễ đường hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Và ngay từ giờ phút này còn chờ đợi gì nữa, chúng ta hãy hướng mắt về cọc hoa cũng như hướng mắt về sân khấu của chúng tôi cho một chén vỗ tay thật dài thật nồng nhiệt chào đón hai nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay, đó chính là cô dâu ngọc giàu sẽ chi cùng chú rể mà lên. Thưa toàn thể quý vị và khách,